Minh Toàn xin trân trọng mến chào các cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng đằng trước cái khu du lịch và vui chơi giải trí của Sun World của Quảng Ninh, một trong những cái khu vui chơi giải trí lớn nhất ở Quảng Ninh bây giờ. Và đây chính là cái trung tâm vui chơi giải trí khi mà các cô chú cũng như là các anh chị về với Hạ Long, Quảng Ninh. Đây là một trong những cái điểm mà phải nói là thu hút nhiều cái khách du lịch đến đây trong và ngoài nước. Cụ thể cái khu này, trong khu này thì Minh Toàn cũng có một số cái video về cái khu du lịch của Sun World Quảng Ninh rồi. Nhưng mà bây giờ Minh Toàn là hôm nay tiện thể xuống cái phố cổ, đây cái phố cổ đằng trước, để Minh Toàn quay một số cái video về cái phố cổ này, bởi vì cũng có một số khán thính giả ở nước ngoài muốn Minh Toàn quay cái phố cổ, cảnh phố cổ này, nên chính vì thế hôm nay Minh Toàn có dịp xuống cái phố cổ này và Minh Toàn quay thêm một số cái cảnh về Sun World Quảng Ninh. Và mến thưa quý bậc quý cô chú và các anh chị, thì khu vực ở sau cái biểu tượng của Sun World Quảng Ninh, đây, cái biển hiệu của Sun World Quảng Ninh, thì phía sau nó là một cái công viên. Ở công viên này thì cô chú và các anh chị có thể đi xe, thì chúng ta gửi xe ở bãi gửi xe. Đấy, chúng ta đi thẳng xuống qua cái bản biển quảng cáo này thì có cái đường vào để chúng ta gửi xe. Và sau khi mà chúng ta gửi xe xong thì chúng ta sẽ có một cái đường vào trong cái công viên này. Nhưng mà Minh Toàn thì Minh Toàn đi từ cái khu phố cổ xuống, thành ra là Minh Toàn sẽ đi thẳng vào khu vực này để quay lại một số cái hình ảnh ở trong cái công viên này gửi đến quý cô chú cũng như là các anh chị. Đây, đây là cái công viên của nó. Cô chú đang nhìn thấy này. Trong này thì cái công viên này khá là đẹp. Vào những dịp cuối tuần thì những du khách và các anh chị cũng như các gia đình có em nhỏ về khu vực này chơi thì nó sẽ đông hơn. Đây là một cái ngày bình thường ở trong tuần thôi. Chính vì thế mà cái công viên này khi mà cô chú anh chị nhìn không thấy khách không được nhiều thì cũng không lấy gì ngạc nhiên cả, bởi vì mùa này cũng là đang là mùa đông nữa. Xung quanh công viên này trồng các cái cây hoa rất là đẹp. Đấy, vườn cỏ hoa đẹp cực kỳ luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Wow. Hôm nay em Sài Gòn ra tận đây du lịch luôn. Đây là cái khu phía bên trong và cũng được trang trí rất là đẹp, như các cái hoa rồi là các cái dàn hoa màu đỏ đỏ này này. Đấy. Trong này cũng được bố trí các cái cây cảnh mà phải nói có những cái dáng rất là đẹp luôn. Và những cái châu cúc, đây một cái châu cúc nó nhỏ nhỏ, châu cúc nó như này thôi nhưng người ta bố trí một cái cách cái châu rất là đẹp. Và trong này khi mà chúng ta đi vào cái khu công viên này thì chúng ta cũng sẽ nghỉ ngơi và uống nước khi mà chúng ta khát nước ở những cái quán như này. Đây là một cái quán kem tươi của Italia. Và vào phía trong này thì cô chú và các anh chị sẽ đi vào các cái khu ví dụ như là công viên rồng, rồi nhà chiếu phim 12D và các cái khu trưng bày tượng Sáp, khu vui chơi giải trí. Đấy là chúng ta đi vào đây để chúng ta mua vé. Và giá vé cụ thể thì Minh Toàn sẽ cập nhật đến cô chú và các anh chị luôn. Ở đây thì Minh Toàn đây có cái công viên này và có các cây chuông cũng như đài phun nước ở đây rất là đẹp. Cái chuông này cũng khá là to. Trên chuông thì được biểu tượng bằng ba cái con rồng. Đấy, hai con rồng hai bên và một cái đầu rồng ở giữa. Đây mình toàn sẽ quay lại zoom lại một chút cho cô chú anh chị nhìn rõ hơn. Đấy, cái chuông đồng nó khá là to. Cái đài phun nước này thì là buổi tối được bật lên bằng các cái đèn màu
rất là đẹp hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây, một cái đèn màu ví dụ như là ban ngày chúng ta nhìn không được rõ lắm, nhưng mà buổi tối đèn màu nó lên rất là đẹp. Đây, cô chú và anh chị có thể nhìn thấy ở đây là các cái màu này, màu của cái đèn màu này. Đấy. Đấy, đèn này nó có các cái màu, màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu tím, rất là nhiều màu. Nếu mà để buổi tối thì rất là lung linh luôn, nhưng mà ban ngày thì nhìn nó sẽ không được đẹp. Và ở Hạ Long, một cái đặc biệt là khi mà cô chú và các anh chị về với Hạ Long, nếu mà về buổi tối thì nó là một cái thiên đường của buổi tối, có thể nói là một thiên đường buổi tối. Đây, đây cũng là cái đài phun nước này. Đây là một cái đèn và cái đài phun nước. Và phía ngoài, chúng ta đi ra ngoài này là phía đi ra ngoài đường của Hạ Long rồi. Đấy. Trước chúng ta là một cái tòa nhà xanh xanh to to, đấy là cái khách sạn Mường Thanh của Quảng Ninh. Và bây giờ xin mời cô chú và các anh chị đi vào, chúng ta đi vào trong cái khu vực mà chuẩn bị đi vào để chúng ta mua vé vào các cái khu vui chơi giải trí của Phan Quốc. Giá vé vào mùa hè như thế này thì sẽ vào mùa hè thì nó sẽ khác, nhưng mà vào mùa đông này giá vé nó sẽ rẻ hơn. Minh Toàn sẽ xem cái vé mùa đông này nó như thế nào, bởi vì cũng có một số cái bạn comment cho Minh Toàn và inbox hỏi riêng Minh Toàn là về cái giá vé mùa đông của cái khu vui chơi giải trí Sun World, một trong những khu vui chơi giải trí lớn nhất của Hạ Long bây giờ, và giá vé nó như thế nào. Thì bây giờ Minh Toàn sẽ vào và xem giá vé để gửi đến cho cô chú anh chị luôn. Đây, cô chú anh chị nhìn thấy cái dàn này được làm khá là đẹp. Trong này là trồng cỏ này, hoa với cỏ rồi. Nếu mà về khu vực Phan Quốc, du lịch Sun World nói chung và khu Hạ Long Park nói riêng, thì ở khu vực này giá vé vào mùa đông này thì cũng khá là mềm, chứ không phải là đắt lắm. Để cho chúng ta về đây vui chơi giải trí thì cái giá vé nó vào cái mùa này nó cũng bình thường. Đây, đây là cái bảng giá vé, bảng giá vé áp dụng từ tháng 1 năm 2019, bảng giá vé. Vé tham quan người lớn hoặc trẻ em cao trên 1m4, trẻ em cao từ 1m đến 1m4. Nếu mà chúng ta đi cáp treo nữ hoàng, đây mình toàn sẽ zoom lại một tí để cho cô chú và các anh chị nhìn rõ hơn. Đấy. Nếu mà chúng ta mà đi cáp treo nữ hoàng và khu đồi huyền bí thì giá vé cho một người lớn là 350.000, trẻ em cao từ 1m đến 1m4 là 250.000. Khi mà chúng ta đến khu trưng bày tượng sáp thì với người lớn là 100.000, với trẻ em cao 1m đến 1m4 là 50.000. Đến xứ sở kỳ lạ là đồng giá là 70.000. Đến rạp chiếu phim 12D là cũng đồng giá 70.000. Khu video game tầng 2 là 3.000 đồng trên một sàng, tức là hay là còn gọi là coin. Về công viên rồng thì 50.000 đồng trên một người, cả người lớn cả trẻ em. Và ở đây là có ở đây cô chú các anh chị nhìn này, miễn phí vé vào cửa cho trẻ em dưới 1m. Vé đã mua là miễn đổi trả lại, và vé là chỉ có giá trị sử dụng trong ngày. Giá vé đã bao gồm 10% của VAT. Đấy, đây là cái bảng giá vé của khu du lịch và giải trí Sun World của Quảng Ninh. Và hiện tại thì cái bảng giá vé này là được áp dụng từ tháng 1 năm 2019. Và với cái bảng giá vé này thì như Minh Toàn hôm trước Minh Toàn đi thì có rẻ hơn một chút, nhưng mà bảng này là cũng mới thay đổi đấy rồi. Đây, và khi mà chúng ta đến khu này thì chúng ta sẽ đi vào cái khu vực này chúng ta mua vé. Có cái khu vực này là cái khu vực mà gồm có 5 cái con rồng
năm con rồng ở được che cái bạt này, thì bên sau cái bạt đấy là năm cái con rồng được đội một quả cầu, đấy là biểu tượng của Hạ Long, hay còn gọi là rồng đấy, Hạ Long tức là rồng hạ giới, rồng xuống hạ giới đấy. Đây thì năm con rồng này thì đang được tu bổ và sửa chữa nên mà người ta đang vây lại như thế này. Và cái khu vực này là cái khu vực mà chúng ta sẽ vào mua vé. Đây, chúng ta sẽ vào mua vé ở đây. Đấy, giá vé thì chúng ta vào cái chỗ công viên rồng được ra công này. Đấy, chúng ta mua. Đấy, là chúng ta sẽ vào đây chúng ta mua vé. Và trong này, trong cái cửa này, đây là cái công viên rồng. Sau khi chúng ta mua vé thì chúng ta sẽ vào cái cửa này. Tức là giá vé vào cửa này là 50 ngàn. Với 50 ngàn cho cả người lớn và trẻ em, và chúng ta chơi thỏa thích ở trong cái khu công viên rồng này. Trong này rất là nhiều trò chơi, từ cho người trẻ em cho đến người lớn có thể là cảm nhận các cái trò chơi khác nhau. Một trong những cái trò chơi mà có thể nói là nguy hiểm nhất và mạo hiểm nhất ở trong khu này, đấy là cái trò chơi là phi long thần tốc. Thì khi nào cô chú và anh chị mà có đến cái Hạ Long Park hay là đến cái khu du lịch Trần Quốc Quảng Ninh, chúng ta có thể tham khảo một số trò chơi đấy. Đặc biệt là các bạn trẻ mà thích mạo hiểm thì chúng ta nên chơi cái trò là phi long thần tốc. Và phi long thần tốc thì ngồi cái ghế đầu thì với một cái cảm giác nó thực sự là khác luôn khi mà chúng ta ngồi các cái ghế sau. Và đây là cái cửa mà chúng ta vào mua vé. Sau khi mà mua vé ở đây xong là chúng ta sẽ vào trong cái này hoặc là đi các cái nơi. Đây là các cái cửa bán vé của các cái khu vui chơi. Đây, và cái này là có thời gian hoạt động. Đây, có thời gian hoạt động này. Thời gian hoạt động luôn cô chú anh chị. Đấy, thời gian hoạt động là từ thứ hai thứ sáu là 14 giờ hay 2 giờ. Quên mất rồi. Chúng ta chờ một chút để chúng ta xem cái giờ hoạt động của nó nhé. Đấy, 14 giờ 2 giờ và công viên rồng là 14 giờ 19 giờ. Còn thứ bảy chủ nhật là nó sẽ khác. Thứ bảy chủ nhật này. Thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật là nếu mà cặp treo là 9 giờ 2 giờ và công viên rồng là 9 giờ đến 19 giờ. Đây là các cái quầy bán vé. Quý khách vui lòng cử đại diện mua vé. À đây, nếu mà khi mà chúng ta về đông, chúng ta phải cử cái đại diện để chúng ta mua vé. Đấy, bởi vì là đoàn đi 10 người không thể là xếp hàng 10 người vào để chúng ta cùng mua vé được. Chúng ta phải cử đại diện ra để chúng ta mua vé. Vào một cái đường vào đây là một được biểu tượng một cái con thuyền gắn liền với Hạ Long. Đấy, một con tàu, một con thuyền khá là to, được làm bằng không biết là bằng gỗ hay là bằng xi măng, nhưng mà được sơn bên ngoài bằng cái màu gỗ rất là đẹp. Đây, con thuyền nó đây. Và mến thưa các cô chú và anh chị, khi chúng ta đang đứng đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái cáp treo, cái cột cáp treo đó là cái cột này. Cột cáp treo này thì gọi là cái cột cáp treo Nữ Hoàng. Thì nó đi từ bên thị trấn Bãi Cháy này và đi sang bên Hòn Gai. Với giá cáp treo này thì là nó là 350 ngàn.
thì cô chú anh chị cũng vừa được biết về cái giá vé ở khu này rồi. Minh Toàn sẽ không đi ở trong khu này nhiều, bởi vì là ở trong khu này thì Minh Toàn đã có rất là nhiều video về trong cái khu vực này rồi, nên Minh Toàn sẽ không đi trong khu này nữa, mà Minh Toàn sẽ ra cái phố cổ để gửi một số hình ảnh đến cô chú cũng như là các anh chị về cái phố cổ của Hạ Long. Bây giờ là Minh Toàn xin phép là dừng cái video này ở đây, để Minh Toàn đi ra cái phố cổ, Minh Toàn quay lại một số video khác để theo dõi các cái video về cái khu du lịch Sunwood Quảng Ninh này, cũng như là Hạ Long Park hay là thành phố Hạ Long. Thì mong cô chú và anh chị hãy xem ở trong kênh có cái danh sách là Cuộc Sống Hạ Long đấy. Thì trong đấy là bao gồm các video về Hạ Long, mà Minh Toàn làm khá là nhiều video về Hạ Long. Rất mong cô chú vào đấy để xem những cái video mà cô chú quan tâm. Và để theo dõi những video mới nhất thì rất mong cô chú và các anh chị nhấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem những cái video mới về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam chúng ta nói chung. Video này Minh Toàn xin phép dừng ở đây. Cảm ơn cô chú và anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú trong những video tiếp theo.